Em cứ suy nghĩ mãi cái chuyện của mẹ với cái ông. Em vừa mới đọc một bài báo, người ta bảo là các cái cặp đôi già bây giờ yêu nhau dễ sợ lắm, bùng cháy luôn ý. Ngoài chuyện đi hẹn hò ở công viên nhá, xong rồi còn cả... Nè, em có gì hay ho hơn để làm không? Suốt ngày cứ lên mạng săn mấy cái tin tào lao lá cải, rồi sau đó suy diễn tùm lum. Em không thấy đầu óc của em để vào chuyện khác tốt hơn à? Em đừng có cái kiểu coi thường em như thế nhá. À như thế à, em hứa với anh là em làm cho ra ngô ra khoai luôn. Làm gì mà lén lén lúc vậy? Em đi chạy bộ anh, cho nó khỏe người. Em chạy bộ? Mặc cái gì đây? Mang cái gì vậy? Thì nói chung chạy bộ có nghĩa là chạy giống như đi bộ ấy. Chủ yếu là để hít thở không khí buổi sáng ở công viên thôi. Mà này bỏ cái kiểu đi nhá. Em đi ra ngoài đường là làm chuyện đàng hoàng tử tế, chứ không phải như ai kia mỗi lần lò xò ra khỏi cửa để làm chuyện quất tắt đầu. Nè, đừng nói là em vẫn nghi ngờ chuyện mẹ hôm qua đó nha. Em cứ nói nữa, có nói anh cũng không tin. Chừng nào em có bằng chứng nhá, em về em đặt ở trước mặt của anh. Chuyện mẹ gặp ai á, gặp ở đâu, đó là chuyện của mẹ, không phải chuyện của em. Với lại anh không thích em rình rập lén lút như vậy. Bây giờ em hỏi anh nhá, mẹ của bạn nếu mà đàng hoàng mà tầm cỡ như mẹ thì một là phải hẹn ở trong nhà hàng sang trọng, hai là đi về nhà. Cớ gì mà phải lôi nhau ra công viên xong hẹn hò như thế? Anh không thấy như thế là vô lý à? Không tin đúng không? Hay đi cùng với em đi, xong bốn mắt mình cùng nhìn cho nó rõ. Em có đưa ảnh của mẹ cho cái bà bán nước ở công viên rồi, xong bảo là khi nào mà bác nhìn thấy mẹ cháu vào công viên, bác gọi cho cháu. Bà ấy vừa gọi cho em cách đây 15 phút. Em dám làm vậy với mẹ luôn á hả? Thì tại vì anh không tin em thì em phải làm như thế chứ làm sao. Với lại nhân thể thằng Tít nó đang ở nhà bà ngoại từ tối ngày hôm qua, cho nên hôm nay em mới có thời gian để theo dõi chứ. Đi không? Không. Nè bà nội nhỏ, ai thèm cướp của bà? Tại tôi ngứa mắt, tôi thấy bà theo dõi người ta. Thì chuyện nhà đấy à mà phải sắn quần đùi lội vào nhà người ta? Tôi ngứa mắt, cho nên khi mà tôi mặc quần đùi á, tôi cũng lội vào chuyện của bà tôi làm nữa. Tôi điên. Bây giờ lại bà coi, bà điên hay là tôi điên? Người đẹp, mặc váy đẹp, mang giúp lào. Chân mày kìa, còn bên vẽ bên không. Đã rốt ý, thì dựa cột mà nghe. Thời trang bây giờ là vẽ lông mày phải như thế, biết chưa? Vậy hả? Để cho phụ huynh người ta yêu đương mà nội ơi. Có ai nói chị gái á không phải xinh mà là quá xinh không ta? Càng làm việc quái gở thì càng xinh nha. Tán tình kiểu ba xu mà cũng có khi nào nói thật chứ. Về những thứ khác thì mình không đảm bảo, nhưng mà về độ xinh thì chắc chắn là đây bao xinh và bao đẹp. Chị cho cốc nước chanh. Cô uống chanh nóng hay chanh đá? Nóng. Dạ của cô đây. Trời ơi, bảo cho cốc nước chanh đá mà chị đưa cho cốc nước sôi như này, định giết người à? Rõ ràng nãy á cô kêu tôi á làm một ly chanh nóng, rồi giờ cô la cái gì? Em bảo chanh nóng rồi nào. Hả? Cô hay gì vậy? Cô không kêu sao tôi làm được? À, thầy Phong. Nhà chị có toilet không? Xem đi nhờ gái. Trời ơi, người gì đâu kỳ cục à. Nay thầy về sớm quá vậy? Cho tôi hỏi, dân nó nói là nó có nhờ phía bên này mua cái gì giùm đó. Tôi qua tôi lấy tôi đem về. Đây, em đã mua đầy đủ hết rồi. Cảm ơn nghe. Thầy Phong. Em nghe nói là hình như nhỏ Dân là ngày mai ngày mốt gì mới về phải không thầy?
Thầy ơi, thầy mà thấy có thiếu cái gì á, hay là thầy muốn mua thêm rau thịt cá gì cứ kêu em, là em mua liền cái thầy luôn. Bà Diêu đây tôi ăn đến mấy ngày còn chưa hết nữa đó. Tôi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chào chị. Dạ, thầy đi thông thả nha thầy. Rồi rồi, cảm ơn. Trời, sao chị phải mua đồ cho ông ấy thế? Thế vợ ông ấy đâu? À, em hồi nãy bị bỏng nước sôi cho nên là em hơi cáu. Tính em dở hơi mà, tôi chỉ bỏ qua cho em nhá. Phải dễ thương vậy có được không? Thì đấy, em gửi tiền lên đấy tranh. Chị cứ cầm lấy không cần trả lại đâu. Đúng là dễ thương thiệt luôn á. Ông thầy hồi nãy á là người nơi khác chuyển tới ở với con gái. Tôi nghe đâu là hình như vợ mất lâu rồi. Mà nay cô con gái đi công tác, bởi vậy nhờ tôi qua bển phụ mấy việc lặt vặt chứ lại đi mua đồ giùm. Ông ấy dạy ở đâu thế chị? Cái đó thì tôi đâu có biết. Mà hình như là ở tỉnh khác chuyển tới, bởi vậy là chỉ làm hợp đồng thôi. Mà tôi nói cô nghe, trời, người gì đâu mà hả, tôi nói tiết kiệm mà sống đơn giản dữ lắm. Tôi nghĩ hai cha con nhà bển đó chắc không có khá giả lắm đâu. À, thôi cô uống nước đi, để tôi dọn dẹp cái. Vâng, cảm ơn chị. Em ơi, nước chanh ngon quá cơ. Dạ. Mẹ mình đường đường là lãnh đạo sở giáo dục, ông này là giáo viên đi xin việc, nhà lại còn nghèo, mà trông cái kiểu nhà như thế này á, chắc chắn là nhờ đậu. Thì rõ ràng là ông ta bám lấy mẹ có mục đích. Mình phải theo dõi thêm mới được. Chị có lầm không? Lầm mà sao được mà lầm. Hôm đấy chị ngồi ở đây uống hết ly nước chanh nhìn vào cái nhà này mà. Chị ơi, cho tụi em ngồi nhờ một chút nha. Có gì mà phải nhờ, mình bỏ tiền mình mua nước chanh đàng hoàng. Em cứ tính hiền như thế toàn bị người ta bắt nạt. Nhìn chị với lại cái ông thầy giáo bên kia có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Rồi sao? Mà ông ý á, có vẻ dê dê lắm ấy nhá. Toàn là quen mấy bà sồn sồn thôi. Nè, cô nói gì kỳ cục vậy? Cô biết gì về người ta mà cô nói vậy? Thì hôm đó em nhìn thấy ông ấy cặp với một bà ngoài công viên, cho nên là em nói thế, em cảnh báo với chị như thế. Mà cô nói thiệt không? Cái chuyện này không có nói giỡn được đâu nha. Em có là tăng chứng và bằng chứng rõ ràng luôn. Hèn chi, mới nãy nè, tôi thấy có ông bà khoảng 55-60 tuổi đi vô trong nhà luôn. Đấy, thấy chưa? Mà nè, cô lại đây để mua nhà hay là cô lại đây để rình mò vậy? Em thấy trướng tai gai mắt cho nên là em cứ cảnh báo cho mọi người đây thôi. Tốt quá. Hay là cô cũng như mấy loại đàn bà đó? Chị bị điên à? Em như thế này đi cặp với cái lão già đấy. Em chẳng qua là muốn ngăn cản cái chuyện mà lão ấy cặp với lên mẹ chồng của em thôi. Coi như là em chưa nói gì nhá. Em trả tiền hai ly nước chanh. Cảm ơn chị. Cứ giữ nốt đấy. Đi Thanh ơi. Chị cầm hết đi. Tốt quá à. Đúng là điên mà. Đốt phong lòng mới được. Chính là mẹ kìa. Trốn đi em ơi. Đi đi đi. Đi đi đi. Xui xẻo đi. Xui xẻo đi nè. Xui xẻo nè. Cô thấy chưa? Sáng sớm đến nhà người đàn ông quá vợ để làm gì? Chỉ có một cái chuyện đấy thôi. Chị đừng nói nữa. Thế thôi.